Trong màn tranh luận đầu tiên trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, hai ứng viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa công kích nhau mạnh mẽ khi họ tranh cãi về một loạt vấn đề từ kinh tế, phá thai, nhập cư cho đến các xung đột ở Ukraine và giải Gaza. Gây gắt nhưng không mới Theo đài ABC News, cuộc tranh luận dù diễn ra gay gắt nhưng không mang lại nhiều thông tin mới về các mục tiêu chính sách của cả hai ứng viên phần lớn cuộc tranh luận không hé lộ điều gì mới về quan điểm của cả hai ông biden và trump đối với các vấn đề lớn như kinh tế nhập cư chính sách đối ngoại và quyền sinh sản mỗi ứng viên chỉ nhắc lại những lập trường đã tuyên bố nhiều lần trong lúc vận động tranh cử thay vào đó họ chủ yếu tập trung vào việc chỉ trích quá khứ của nhau và tung ra đòn tấn công cá nhân với giọng khan khan, ông Biden đã nói vấp váp vài lần trong nửa giờ đầu của cuộc tranh luận, nhưng lấy lại phong độ sau đó khi tấn công ông Trump về việc bị kết tội hình sự, đồng thời gọi ông này là một trọng phạm. Hai quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden đã bị cảm lạnh. Tuy nhiên, màn trình diễn không ổn định tại cuộc tranh luận có thể làm gia tăng nỗi lo của cử tri. Theo đó, ông Biden, gần 82 tuổi, khó có thể làm thêm một nhiệm kỳ do tuổi tác cao. Theo trang Axios, một số đồng minh của ông Biden thậm chí lo ngại kết quả của tranh luận có thể tác động tiêu cực đến cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Trong khi đó, vấn đề của ông Trump là thường xuyên nói sai sự thật, theo nhận định của hàng loạt cơ quan truyền thông lớn. Cựu tổng thống này đã tung ra rất nhiều chỉ trích nhằm vào đối thủ, trong đó có không ít nội dung sai sự thật mà ông lâu nay vẫn nói đến trong lúc tranh cử như người di cư gây ra làn sóng tội phạm. Đảng dân chủ ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh và ông mới là người chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020. Cả hai ông Biden và ông Trump, 78 tuổi, đang nhận nhiều sức ép trong việc chứng tỏ mình đủ khả năng lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy ông Biden tiếp tục gây nghi ngờ về vấn đề tuổi tác và sự minh mẫn. Đài ABC News nhận điểm yếu lớn nhất của ông Biden là tuổi tác và điều này được thể hiện rõ tại cuộc tranh luận trong một khoảnh khắc đặc biệt tồi tệ ông biden dường như bị mất mạch suy nghĩ khi trả lời câu hỏi về nợ quốc gia ngừng lại và cuối cùng đưa ra phát biểu về việc cuối cùng đã đánh bại medicare tuy nhiên ông biden lại được đánh giá cao hơn ông trump ở nội dung trả lời đối với nhiều vấn đề và trong những lần chỉ trích đối thủ về phía ông trump các phát ngôn kích động vào một loạt vấn đề pháp lý vẫn là điểm yếu Kết quả khảo sát của cử tri đối với cuộc tranh luận cho thấy ông Trump không có màn trình diễn tốt trong lúc tấn công ông Biden quá mạnh mẽ. Tóm lại, ABC News đúc kết rằng ông Biden đã thắng cuộc tranh luận về chính sách nhưng thua trong cách thể hiện và vẫn chưa làm cho cử tri thấy an tâm về việc ông sẵn sàng làm tổng thống thêm 4 năm nữa. Trong cuộc tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét các điều khoản hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine là không thể chấp nhận được. Tổng thống Putin trước đó tuyên bố Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine nếu Kiev đồng ý công nhận bốn khu vực mà Nga đang giành quyền kiểm soát là các khu vực của Nga, đồng thời từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO. Ông Trump cho rằng nếu mỹ có một tổng thống thực thụ một vị tổng thống đủ làm ông putin tôn trọng ông putin sẽ không phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraina cựu tổng thống donald trump một lần nữa tuyên bố rằng ông sẽ kết thúc cuộc chiến ở ukraina nếu tái đắc cử ông trump nói trong cuộc tranh luận tổng thống Tôi sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa tổng thống Nga Putin và tổng thống Ukraine Zelensky với tư cách là tổng thống đắc cử trước khi tôi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, người dân đang thiệt mạng một cách vô ích và tôi sẽ giải quyết điều này một cách nhanh chóng trước khi nhậm chức. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng ông sẽ không mất quá một ngày để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Khi được hỏi ông có chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống này, bất luận ai là người thắng hay không, cựu Tổng thống Trump đã né tránh trả lời trực tiếp. Thay vào đó, ông tiếp tục công kích trách nhiệm của ông Biden đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine ông trump nói nga đã có thêm được nhiều phần lãnh thổ trong nhiệm kỳ của ông biden nhưng trong nhiệm kỳ của tôi thì không tổng thống putin biết rằng không thể đùa với tôi chúng tôi có mối quan hệ tốt nhưng ông putin biết rằng không đùa được với tôi xung đột ở ukraine đáng lẽ đã không xảy ra ukraine sẽ không chiến thắng cuộc chiến với nga kiev đang cạn kiệt nhân lực và vũ khí điều đó thật đáng buồn Tổng thống Biden dường như rất khó khăn với giọng nói của mình trong thời điểm đầu của cuộc tranh luận trực tiếp trên kênh CNN tối 27 tháng 6 theo giờ địa phương. Tổng thống Biden liên tục kháng giọng và kho nhiều lần trong các lần phát biểu của mình, khiến giọng nói của ông không được trơn tru. Nguyên nhân của tình trạng này, theo bác sĩ của Tổng thống là Kelvin O'Connor, là do bị trào ngược axit dạ dày. Bác sĩ O'Connor cho biết trong một bản báo cáo sức khỏe vào tháng 2 vừa qua rằng ông Biden thỉnh thoảng gặp các triệu chứng của chứng trào ngược dạ dày thực quản, chính vì thế ông phải kháng giọng thường xuyên hơn. Triệu chứng của ông Biden thường trầm trọng hơn ngay sau bữa ăn và ông phải dùng thuốc Pepsi vào buổi sáng và Nesium vào buổi tối để kiểm soát axit. Ông Biden cũng phải vật lộn về chứng nói lắp, một vấn đề mà ông đã chia sẻ một cách cởi mở và nó đã ảnh hưởng lớn đến ông. Trong bài phát biểu năm 2020, ông Biden cho biết việc nói lắp của ông không liên quan đến trí tuệ và ông nghĩ một phần của nó là sự tự tin và rằng ông phải suy nghĩ theo hướng không vội vàng. Bên cạnh đó, CNN cho biết Tổng thống Joe Biden đã bị cảm lạnh trong những ngày gần đây, giọng nói của ông nghe khàn đặc trong suốt cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên vị trí tổng thống Mỹ trong 4 năm tiếp theo diễn ra dưới sự điều hành của hãng thông tấn CNN tại thành phố Atlanta, Mỹ. Sự kiện ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, là cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống diễn ra sớm nhất trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên tổng thống Biden và ông Trump cùng xuất hiện trên một sân khấu kể từ năm 2020. Theo quy định, ông Trump sẽ là người được phát biểu cuối cùng, trong khi tổng thống Biden được quyền lựa chọn vị trí đứng trên sân khấu microphone của hai ứng viên sẽ chỉ được bật khi đến lượt phát biểu của từng người, sẽ không có khán giả tại nơi tổ chức tranh luận. Dự kiến Tổng thống Biden và ông Trump sẽ có thêm một cuộc tranh luận nữa vào tháng 10 do hãng thông tấn ABC tổ chức cũng tại Atlanta. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump không bắt tay nhau khi bước vào sân khấu cuộc tranh luận. Trong lần tranh luận trước vào năm 2020, hai chính trị gia cũng không bắt tay. Chủ đề đầu tiên, kinh tế kinh tế là chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận trong phát biểu của mình tổng thống biden đưa ra các số liệu nhằm chứng minh nền kinh tế mỹ tăng trưởng mạnh chưa từng có dù thừa nhận còn nhiều việc phải làm trong khi đó cựu tổng thống trump cho rằng nền kinh tế đang lao dốc và hoàn toàn trệch hướng Ông Trump đề xuất cắt giảm mạnh thuế cho giới doanh nghiệp và nhóm người thu nhập cao nhất, giải thích rằng giảm thuế giúp thúc đẩy công việc kinh doanh và tăng trưởng cho nền kinh tế. Tổng thống Biden chỉ trích đề xuất cắt giảm thuế này, đồng thời cho rằng việc đánh thuế cao với giới doanh nghiệp và tỷ phú giúp mạnh về hàng tỷ đô la Mỹ có thể phục vụ các chương trình phúc lợi xã hội. Dẫn đầu đội chuẩn bị tranh luận của ông Biden là cựu tránh văn phòng Nhà Trắng John Glenn, người đã chuẩn bị cho Đảng Dân Chủ các cuộc tranh luận Tổng thống trong cả một thế hệ. Một trong những câu thần chú cực lên là mặc dù bạn có thể thua trong một cuộc tranh luận bất cứ lúc nào nhưng bạn chỉ có thể thắng trong 30 phút đầu tiên. Do đó ông Biden tung sớm những quan điểm quan trọng để thu hút sự chú ý của sự kiện vào khung giờ vàng theo giới chuyên gia. Tranh cãi gai gắt về quyền phá thai. Quyền phá thai là chủ đề tiếp theo trong cuộc tranh luận, tổng thống Biden chỉ trích việc tòa án tối cao đảo ngược phán quyết của vụ Roe v. Wade, qua đó cho phép các tiểu bang thông qua luật cấm phá thai ông biden cho rằng người tiền nhiệm phải chịu trách nhiệm chính vì đã đề cử các thẩm phán tối cao gây tranh cãi dẫn đến quyết định trên của tòa án tối cao tổng thống biden cảnh báo quyền phá thai của người mỹ có thể sẽ bị siết chặt hơn nữa nếu ông trump trở về nhà trắng hay phe cực hữu của đảng cộng hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội ông trump khẳng định không có ý định liên quan đến quyền phá thai khi bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ cựu tổng thống cũng tuyên bố sẽ không ký luật cấm phá thai vì mục đích y tế ông trump chỉ trích vụ mỹ rút quân khỏi afghanistan về chính sách đối ngoại cựu tổng thống trump chỉ trích quyết định rút quân khỏi afghanistan của ông biden là khoảnh khắc đáng xấu hổ cho thấy sự yếu đuối của chính quyền tổng thống biden dẫn tới các cuộc khủng hoảng sau này như xung đột nga ukraina cuộc tấn công của hamas và israel tổng thống biden tuyên bố các chính sách đối ngoại của ông về ukraina israel và iran nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh và đối tác của mỹ tổng thống biden trực tiếp chất vấn liệu ông trump có rút mỹ khỏi nato hay không tuy nhiên ông trump chỉ nhún vai và không trả lời rõ ràng vấn đề nhập cư về vấn đề nhập cư ông trump cáo buộc tổng thống biden đã mở cửa biên giới tiếp nhận hàng triệu người nhập cư trong đó có những kẻ tội phạm và khủng bố ông trump cho rằng tổng thống biden đã gây ra làn sóng tội phạm từ người nhập cư đe dọa người dân mỹ